Dạ, nếu quý vị sống ở Little Sài Gòn góc đường Busha và Bonsa đó, ngay gần chỗ chỗ phở Holic á, nó có một cái cây, cái gọi là cây gì cô? Golden Trumpet là hoa Golden Trumpet, ok. lon Hoa kèn hả? Hoa kèn màu vàng á, đẹp, tuyệt đẹp. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Ok, cái cây này á, tôi nhớ là khi xưa họ trồng đó, nó nhỏ xíu à. Nó cũng có bông nhưng mà ít bông lắm. Mà năm nay thì nó ra quá đẹp. Ok. Và tôi may mắn hôm nay là có thêm một người đẹp nữa ở đây để so sánh hoa biết nói. Ok. Và hoa thật, hai hoa đều đẹp hết nha. Dạ, tí về bị bà xã đánh này cũng ok. Alright, ok. Đẹp quá ha. Đẹp quá ha cô. Ồ, sướng. Quay phim đâu đâu tôi có dịp quay phim nè. Okay. Quá đẹp luôn. Đó, trời California lúc nào cũng trong xanh như vậy đó. Không một cọng mây. Và đây là Little Sài Gòn, California. Thủ phủ của người Việt hải ngoại nha. Ồ, chà, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, hoa kèn nha, hoa kèn vàng. Ok, cảm ơn quý vị nha. Nếu quý vị thích video của Vinny đó thì xin làm ơn nhấn cái nút ở dưới đó, nó để là subscribe, tức là đăng ký đó, thì Vinny sẽ có nhiều video vui vẻ trẻ trung, ok, cho quý vị thưởng thức. Cảm ơn nhiều lắm. Ok, bye bye.